Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt tại khu vực ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và vị trí này thì nằm ngay bên cạnh khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Từ đây mình chạy về tới trung tâm quận nhất, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là khoảng 35 km. Khu vực dân sinh, nhà cửa rất là đông đúc quý anh chị nhé. Và kế bên thì có khu công nghiệp Huỳnh Mai, khu công nghiệp Đức Thuận. Cho nên vị trí này nó sẽ còn phát triển rất là nhiều trong tương lai. Ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất có diện tích là ngang 18 và dài là 26, tổng diện tích là 476 m², thổ cư 100%. Và trên đất thì có xây sẵn một căn nhà tặng luôn cho chúng ta quý anh chị nhé. Và trong cái khung rào này thì có một sổ riêng là ngang 6 dài 26. Nếu quý anh chị mình mua lẻ thì chủ cũng bán lẻ luôn quý anh chị, bởi vì cái vị trí ngang 6 dài 26 thì nó có sổ riêng. Chạy theo mặt đường là 18 m và dài sâu xuống phía sau là 26 m. Trên đất thì đã xây sẵn một căn nhà như thế này rồi, mình mua về chỉ việc quét dọn là dọn vào ở ngay quý anh chị. Vị trí này rất là tiềm năng, có hướng Tây, vô cùng là phù hợp cho những quý anh chị mà thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Nằm ngay mặt tiền con đường chạy ra cổng chào ấp Rừng Xến quý anh chị nhé. Con đường này là con đường Rừng Xến. Và nó liền kề ngay bên cạnh chính là khu đô thị du lịch Cát Tường Phú Sinh. Với diện tích này mình mua về mình có thể là sửa chữa lại làm nhà vườn, nghỉ dưỡng cũng rất là tuyệt vời, di chuyển giao thông thì rất là dễ dàng. Trong cái khung rào bên tay trái này là ngang 6 dài 26, nếu quý anh chị mua lẻ thì có bán lẻ và giá là 2 tỷ quý anh chị nhé. Còn mình mua hết ngang 18 dài 26, có tặng thêm căn nhà đã xây sẵn như thế này thì tổng giá là 5 tỷ 8 đúng quý anh chị. Bốn xung quanh thì đã được xây tường rào xung quanh rất là rõ ràng. Phía đằng sau này quý anh chị mình có thể là trồng rau hoặc là mình có thể là lập mái tôn lên để cho nó mát quý anh chị. Và đây chính là phía bên trong căn nhà của chúng ta. Nhà tắm WC rồi 3 phòng ngủ, phòng khách. Nói chung là căn này về quý anh chị mình có thể sơn lại, còn không sơn lại mình chỉ cần quét dọn lau chùi đi là có thể ở được luôn quý anh chị nhé. Tọa lạc ngay tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng chọn gói cho vị trí bất động sản ngày hôm nay là 5 tỷ 800 triệu Việt Nam đồng. Còn quý anh chị nào muốn mua lẻ cái vị trí lô ngang 6 dài 26 xây tường gạch kế bên thì có bán lẻ luôn quý anh chị. Giá là 2 tỷ Việt Nam đồng cho cái diện tích ngang 6 dài 26. Còn chúng ta mua hết thì tổng diện tích như thế này nó là ngang 18 và dài là 26 đúng anh chị nhé. Đất phun thổ cư, sở hữu lâu dài vĩnh viễn, nằm ngay mặt tiền con đường Rừng Xến. Con đường này thì tương lai không xa cũng được nhà nước là đổ nhựa, và đây là một con đường thông kết nối từ đường nhựa Lục Viên thông ra đường nhựa tỉnh Lộ 9. Ở đây nhà cửa dân sinh rất là đông đúc, đường đá xanh hiện hữu 8 m quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng về phía trước khoảng 200 m chính là đường nhựa Lục Viên. Còn hướng ngược lại thì mình đi ra ngay cổng chào ấp Rừng Xến, con đường nhựa tỉnh Lộ 9 quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn theo dõi video này thấy phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì hãy gọi cho Biển Xanh để sở hữu vị trí bất động sản ngày hôm nay nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.